Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Nam hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Tây Ninh, An Giang và đài Bình Thuận. Kết quả quay thử xổ số miền Nam ngày 3 tháng 12, giải 8, đài Tây Ninh 36, đài An Giang 90, đài Bình Thuận 89, giải 7, đài Tây Ninh 738, đài An Giang 000, đài Bình Thuận 424. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.